đó 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 vậy đó bà con đó đó vô nè bà con coi đi đó bận bận đó thấy mình thấy hết rồi đó. Ông à, đúng là siêu mịn nha. Mịn vậy đó nó mới. Đúng là siêu mịn luôn á. Oh good. Cái này khỏi đô xi phải không? Nhìn nó biết đó. Khỏi đô xi, đồ quá đã. Cái này mình chạy là bao nhiêu ben hay không? Cái nào? Cái này là 1.25. Đúng rồi. Nước chảy mà. Mấy cái nó nó thổi dưới đá nữa. Đấy, còn mình muốn lấy thì mình rút miếng lên thôi, làm cái bơm ngoài. Đặt mấy bơm ngoài á. Ở trong này thì vẫn kiếm tôm nào phải. Trong này thì chú biết thử chú. Ngon là luôn mà, nhưng một cái hồ 500 khối về mấy cái này. Chú phải còn nguyên kinh tế mình đo xiên, tại vì con cũng cái hồ chú sao con cũng chưa lên. Mình phải nên đo xiên, nếu lượng xiên mà nó lắp hai cái nó đủ thì thôi lắp thêm nữa. Nếu mà không đủ thì rút ba cái. Ba cái. Mà nó thiếu là bốn cái. Mà nó đủ thôi thì dựng lại. Dựng lại. Tại chuyện nó lo do oxy trong nước chứ không phải là mình thấy đập bằng mạng mình không, cái này thì giảm tiền điện nhiều lắm rồi. Dạ dạ chắc ra là giảm tiền điện nhiều luôn. Nếu đúng ra là mình phải thiết kế này trước mình mới đưa nước lên, mình giảm mình thiết kế rồi đưa ống này theo ý muốn mình. Bây giờ vậy nè, ăn rồi bỏ hai cái đi, mình đo làm lượng xi thiếu quốc thêm cái nữa ba cái, đủ sẵn đủ thiếu quốc thêm bốn cái, một cái cần cái gì à? Cái cần quốc trước mình thôi. Cái cần bốn cái này nè. Đi chạy là, đâu đi chạy à? Sao chú? Chạy đâu? Ừ, xin trời đó. Trời, không biết trời không có oxy gì hết, không có oxy trời xuống. Đây con chỉ đo lượng khí vô thôi. Nè, đo lượng khí thôi. Lượng khí bây giờ là tám. Oxy này mới sạch nè. Còn oxy trong cái máy nén mình đó nó bị cháy oxy rồi. Đây oxy với trời xuống oxy rồi. Vậy là mình khỏi cần mua cái lặn ghế bất công mình mua. Ông mua cái dàn bể nhiều tiền chứ. Cái dàn không sớm rồi. Cái độc á. Đây nè là nhắc nè. Để dây nó dễ. Có hay luôn nè, có hay luôn. Đã luôn á. Đồ cái này đâu có chạy đâu. Cái này biết rồi hả? Dễ xài quá. Nó đâu có đâu có đâu cái này chú ơi, thường là lắp máy bơm bằng cái số máy bơm như vậy để ngoài á, đưa ống vô. Thì nó sẽ bền hơn. Còn mấy con này tại con đi được thực tập thì con dạy nó cần mấy con này nó dễ di chuyển thôi. Lắp ở ngoài. Dạ, để ngoài. Lại bơm kia bền hơn. Mấy cái bơm cái nước mà thứ trắng trắng hai ngựa rồi đó. Đó. Để bờ. Để bờ hút nước lên. Cũng như cái ông làm như con cá sấu. Cá sấu mấy con sấu đó. Bốn năm cái luôn. Tôi giờ ba bốn cục trên bờ tôi bỏ rồi. Nước chảy à. Nước chảy nó có cả. Thật sự cái cũ đây là do một số cái công ty Nhật, một công ty họ làm. Khoan đưa cho anh mượn cái giòi. Nè, bà con mình muốn hút phục môn phải không? Nè, nó hút nè. Thấy chưa? Cái này bự đánh thuốc được luôn. Thấy không? Nè, phục môn phải không? Ví dụ đây, phục môn phải không? Bỏ xuống hút nè. Thấy chưa? Nó phục cho mình luôn. Mình để cho bộ nếu như mình có cái ban này chỗ này nữa. Quậy vô cái thùng nhảy luôn. Cái ống này. Ống vô ống luôn. Mình quậy phục môn cho mệt nha, đừng có cát á. Ờ, cát nó nghẹt. Bánh báo khoáng nó nghẹt luôn. Đúng không? Nè, để vô cái thùng ào ào này thấy không? Đó, vậy đó. Thấy chưa? Rồi mình muốn xịt từ từ thì mình có cái van đây mình chỉnh nó cái xong rồi mình đút vô hormone để cho mày hút một tiếng hồi mới hết là nó hút từ từ canh. Được chưa? Oxy già được đó nè. Oxy già luôn được. Bà con để ý nha. Để mà cái máy sâu quá lại thấp quá nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái lượng khí ra ha, mình điều chỉnh. Tại vì về lý thuyết xuống càng sâu quá thì cái lực hút của máy bơm phải càng mạnh. Máy oxy sẽ càng khó hơn. Tôi đã chỉnh là này đủ rồi. Chỉ tôi gáp ba cái đầu gáp lại là gì tôi vậy hả? Vậy ngon quá. Tôi ơi cho là nó đầy đủ cho rồi. Dạ. Rồi. Có đầy đủ rồi, chỉ cô gáp mấy cái đầu 42 đó với 21 đó vô là xong đó. Dạ, hay quá. Vậy tôi mua gì tôi gáp nhiêu ra? Dạ. Là gọi đó. Tại hồi xưa tại mà em biết một số công ty họ có cái dàn Venery mà họ cái đầu nó bằng inox lên nó chế rồi thì thật sự được tụi em cũng không dám mà đo so sánh cái hiệu quả của mình công ty nó làm sao. Tụi em mới thấy là cái oxy nó rất là mịn và nó hợp lý cho cái ăn nuôi thôi. Đầu tụi em mới về mới nghĩ ra rồi những nguyên lý tụi em đọc những số tài liệu thì em chế ra cái Venery. Thì bây giờ hiện tại vì cảm quan ha, mình thấy là cái Venery của mình nó đã cũng gần không phải 100% với kia mà cũng gần đâu 80% so với một số cái sản phẩm thương mại của công ty, nhưng mà được cái là nó rẻ hơn rất là nhiều. Một đầu này khoảng chừng 50.000 thôi, bà con mình có thể là tự lắp ráp luôn, nó rất là tiện cho bà con.
ảnh là nó phải kéo lên anh giới thiệu sơ lược những cái tiện ích của nó mang lại kìa. Cái Meturi này ha. Cái nhất là nó kéo lên thành kéo lên minh họa là. Làm như thế làm. Kéo lên từ thả xuống. Thả xuống. Bốn chuyện đây với ba cái ống là bao nhiêu tiền? Là thấy nó để cho người ta xem biết là nó cái cải tiến của nó so với cái bà có thấy không, mình càng lên cao thì khí nó càng mạnh càng lên cao thì khí càng mạnh, mình đưa xuống thấp á thì nó sẽ có thể giới thiệu sơ lược về cái hệ thống Venturi mới hiện đại này, nó có những cái bộ phận gì chính mà dạ. Một phần đầu tiên là phải nói là cái máy bơm. Một phần thứ hai là cái ống lấy khí trời. Khí trời đây ha. Phần thứ ba quan trọng là cái đầu lấy khí, cái đầu phun khí ra. Phun khí ra, đó phun khí ra. Đó. Cái phun khí này nó vừa phun khí mịn và nó có thể tạo dòng chảy nhẹ trong ao tôm luôn. Rằng nó tiết kiệm điện nên phải là về thường bà con mình vừa xài sụp khí đáy để cấp oxy và vừa chạy cánh quạt để mà tạo dòng chảy nhẹ, thì cho nên này mình làm mình kết hợp cả hai cái máy nó vô trong một máy này luôn. Nói tóm lại là cái thiết bị này mình có thể vận hành được, phải đầu tư công nhân. Chỉ tốn tiền máy bơm thôi, còn cái phần còn lại là một cái đầu là khoảng nếu mà tính hết luôn mua những cái thiết bị này xịn xíu nữa. Và mình mua tiền nó tùy thuộc vào cái này, cái ống nó dài ngắn thì nó em nghĩ nó khoảng tầm 50.000 là được. Nó lặn, cứ tắt nó có đầu vô rồi. Dạ dạ. 50.000. Chi phí nó dạ. 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 Thì cái thực tế thì còn phải nhờ bà con đây mình áp dụng thế nào rồi tụi em cũng thí nghiệm thực tế nữa. Sau đó sẽ sẽ kết quả cho bà con. Nó soi cái đề ba đầu tiên, chứ còn cái giống như quán mình đi nước xuôi anh, quán tính của nước khi mà nó đã đạp được rồi ha là nó rất là khó là nó xây hoài đúng khó ngược lại, và mình chỉ thêm nhẹ là như cái mặt